Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em xin test chất âm của chiếc âm ly Maxitot MA6009 với đuôi loa BMW 802 Nautilus. Xin mời các bác cùng trải nghiệm chất âm của bộ đôi sản phẩm này. Chuyện mai sau.
xin gửi trên tay.